Dạ vâng, chào các bác ạ, là Lê Văn Thành Auto. Thì hiện tại ngay trước mặt các bác đây là một chiếc xe Fadin đang được em Thành Auto cho lên xe cứu hộ để chuyển lên trên Vinhome Riverside cho khách hàng thân yêu của em Thành Auto. Anh trước đây đã ủng hộ em một chiếc xe VinFast Fadin màu bờ xanh dương. Hiện tại thì anh đang muốn lấy thêm một chiếc màu đỏ để cho anh em trong công ty di chuyển cho nó thuận tiện, nó tiện lợi và đỡ lắng đỡ mưa. Thế thì với cái chính sách bán hàng của tháng 5 này còn đang rất là tốt. Thì đây chỉ chả là trong một trong những cái chiếc xe mà em Thành Auto giao rất là nhiều cho khách hàng thôi. Bởi vì Fadin thì các bác cũng đã biết liên tục đạt top 1 doanh số bán hàng tốt nhất của xe phân khúc hạng A trên toàn quốc. Nên là các bác nào có nhu cầu quan tâm dòng xe Fadin này thì hãy nhanh tay nhanh chân gọi ngay cho em Thành Auto theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn. Vâng, xe đang được sắp xếp đưa lên được anh em kỹ thuật họ chẳng buộc rất là kỹ, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì em Thành Auto có lẽ là xin phép được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.